Xin chào các bạn. Thì chẳng hạn trên màn hình tôi có đoạn văn bản, tôi đã đánh phông Unicode, nhưng mà một số phần mềm ứng dụng thì không cho chúng ta đánh phông Unicode mà chỉ đánh được phông VNI. Thì để tránh mất thời gian, khi đó chúng ta phải chuyển đổi phông Unicode sang phông VNI để đưa vào phần mềm ứng dụng. Thì đầu tiên thì máy các bạn là phải cài phông UniKey, phần mềm UniKey. Thì đa số là các máy nào thì cũng có cài phần mềm này rồi. Đó, thì để đổi từ phông Unicode sang phông VNI, chúng ta làm như sau. Bôi đen đoạn văn, cần đổi phông, sau đó chọn copy. Chuyển xuống dưới thanh công cụ màn hình, vào biểu tượng phông, nhấp chuột phải, chọn công cụ, xuất hiện một khung thoại. Thì ở trên là bảng mã nguồn và đích, khung bên cạnh là lựa chọn chuyển sang chữ hoa, sang chữ thường, hay loại bỏ các dấu chấm, dấu phẩy, rồi không dùng retouch, dùng bộ phông tối thiểu. Thì cái tên này là cái tùy chọn các bạn do các bạn lựa chọn. Đó, thì ở bài này thì ta chuyển từ Unicode sang VNI. Thì bảng mã nguồn ở ngoài là Unicode thì ta chọn Unicode. Đích ta chọn VNI. Unicode. Đích ta chọn VNI. Và chuyển vào vùng clipboard. Ở đây là chỉ có một đoạn văn bản. Nếu như các bạn mà văn bản với số lượng nhiều trang thì các bạn sẽ chọn file nguồn và file đích. Đó, ở trên bảng mạ thì chọn các cái phông chữ nguồn và đích, ở dưới là các file. Sau khi đã chọn xong, các bạn nhấp vào nút chuyển mạ. Thì lúc đó văn bản sẽ được đưa vào vùng clipboard. Ở đây tôi chọn ở phía trên, đưa vào vùng clipboard, nhấp vào chuyển mạ. Ok, máy đã báo hoàn thành. Ta đóng lại. Rồi sau đó ta sẽ mở một trang mới để copy sang. Paste. Đó, lúc đó là nó sẽ mã hóa chữ như thế này. Thì bởi vì đang ở phông chữ Unicode, chúng ta bôi đen, chọn phông chữ VNI. Nha, các bạn nhìn thấy chưa? Mình đã chuyển sang phông VNI. Còn nếu như máy các bạn mà chưa có phông VNI thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cài đặt phông như sau. Thì sau khi các bạn đã tải được phông ở trên mạng về rồi ấy, thì các bạn mở nén ra. Sau đó vào cái phần mềm mở nén, vào thư mục phông ấy, chẳng hạn đây tôi có phông đây, vào phông thư pháp chẳng hạn, xuất hiện một cái danh sách phông. Các bạn nhấn Ctrl A, nhấp chuột vào, nhấn Ctrl A để cho nó bôi đen hết toàn bộ các phông đi. Sau đó nhấn chuột phải vào vùng bôi đen nhé. Chọn Etho. Etho. Đấy, lúc đó thì tất cả các phông này nó sẽ chuyển vào hệ thống. Nó hỏi gì thì nhấn Z.
Khi đó là tất cả các phông sẽ chuyển vào hệ thống cho các bạn. Rồi, như vậy là đã xong. Xin cảm ơn.